Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2021, cộng đồng Sống Tử Tế cùng đội ngũ phụng sự đã khai mạc khóa học online với chủ đề Hạnh phúc tuổi già trong bầu không khí chân thành, sinh động, ấm áp và lan tỏa yêu thương. Có trên 100 cụ ông, cụ bà, độ tuổi từ 60 đến 90 khắp ba miền đất nước đã hiện diện trong phòng Zoom với tình cảm chân thành cùng những mong đợi chung tìm về nơi bình yên, tỉnh thức và khơi sáng hạnh phúc. Khởi đầu chương trình, ban tổ chức mời các cụ giao lưu với những bài tập vui và ca hát tập thể, xem những đoạn phim ý nghĩa thể hiện sự quan tâm đến đời sống và sự đóng góp của người cao tuổi cho gia đình và xã hội. Thời gian chính trong ngày dành cho phần chia sẻ với nội dung khơi gợi nguồn cảm xúc từ nói để biết, hiểu và thương, các cụ đã chân thành giải bày cảnh ngộ, tâm trạng, nỗi niềm, lo lắng về con cháu của mình với mong muốn được giải tỏa những nội kết và tiếp tục hàn gắn những mối quan hệ trở về với chính mình. Quý ông bà, cha mẹ còn được hướng dẫn các bài tập thiền buông thư, bài tập 10 động tác chánh niệm, nghe bài giảng kiến thức về phòng và trị bệnh ung thư, bảo vệ sức khỏe bằng liệu pháp tự nhiên. Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, ekip phụng sự cộng đồng Sống Tử Tế đã tập trung chuẩn bị để có thể triển khai khóa học với mục đích mang niềm vui, hạnh phúc đến cho tuổi già. Kính chúc ông bà, cha mẹ tiếp tục có một ngày học tiếp theo thật vui tươi, bình an và hạnh phúc.